Vụ ồn ào giữa Jack và KICM lục đục lại có thêm diễn biến mới gây cấn khi thông tin mới đây về lịch diễn dày đặc của Jack bị rò rỉ. Theo đó, cư dân mạng cho rằng Jack đã chạy show đến kiệt sức khi phải diễn đến 78 show trên khắp mọi miền đất nước. Trong những lần đi show này, KICM cũng xuất hiện cùng Jack trên sân khấu. Tuy nhiên, thay vì KICM chỉ ôm đàn để đánh, thì Jack phải hát, đọc rap và nhảy múa trước hàng ngàn khán giả. Trước đó, trường FC của Jack đã tố mẹ con của KICM bóc lột sức lao động, ép Jack làm việc liên tục mà không trả tiền cắt xê tương ứng. Trường FC này cũng chia sẻ rằng khi không chịu nổi guồng làm việc này nữa, Jack đã bỏ về quê thăm mẹ ruột với tình trạng chỉ có 14.000 đồng và một đôi dép lao. Sau này, vì cú sốc liên quan đến mẹ con KICM mà Jack phải nhập viện cấp cứu. Với thông tin về lịch diễn dày đặc vừa xuất hiện, nhiều khán giả càng tỏ rõ sự bất bình với phía KICM. Không ít người tuyên bố sẵn sàng đứng về phía Jack để lấy lại công bằng cho nam ca sĩ. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện vẫn chưa rõ ràng bởi cả Jack lẫn KICM đều chưa thẳng thắn giải đáp hết mọi thắc mắc từ dư luận.